Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn nào fix lỗi đồ họa trên iOS nha. Như kiểu mấy cái iPhone 8 Plus hay là X cái thứ nó cũng không, nó khỏe nhưng mà lại không thể nào lên bật được 60 fps. Thì đây là setting của mình nha mọi người, iPhone 8 Plus. Đây. Thì mình không thể là bật lên được đấy nha, mình chỉ bật được rất cao thôi, là tầm 45 fps thôi. Thì cách rất là đơn giản nhưng mà mình nói kỹ cho các bạn nghe, các bạn nhớ là cái cách này là chỉ là tạm thời thôi nha, còn trong có quá trình để đợi nhà phát hành nó sửa lỗi, có một phiên bản cập nhật sửa lỗi thôi nha. Thì nếu mà ai muốn ấy thì có thể làm theo mình nha, nhớ xem kỹ video đừng bỏ qua một bước nào hết nha. Chuẩn bị ra giờ thì đầu tiên thì các bạn lên thoát game ra, xong rồi vào Fake ID. Mình dùng QuickVPN để fake IP nha. Đó, bấm vào mình fake IP qua nhớ là phải fake IP nha. Thì mình fake IP qua Hàn Quốc nha, Korea đây, bấm kết nối. Xong các bạn bấm vô cái link mà mình sẽ để cái link này ở phần mô tả và mình sẽ ghi ở dưới bình luận nha, chỉ cần bấm vào cái link thôi. Bấm vào. Nhớ là bấm vào cái link đấy nha. Đây cái link mình đang để, tí nữa mình sẽ ghi dưới bình luận nha. Thì nó sẽ yêu cầu các bạn mở new state lên đấy, mở game lên, các bạn bấm mở. Cứ mở game như bình thường thôi. Bây giờ các bạn nhớ là đợi để cho game nó load vô đã nha. Thì fake IP lên là mạng nó hơi lắc này, sẽ vô nó hơi bị chậm một tí, các bạn chịu khó đợi một tẹo nha. Thì cái này chỉ là cái cách tạm thời nếu mà cho ai muốn chơi game trong thời gian hiện tại, bởi vì hiện tại thì iOS đang bị lỗi đồ họa nên là cái này là cách tối ưu nhất rồi, chỉ để đợi nhà phát hành ra cái phiên bản về lỗi dành cho iOS thôi. Các bạn đợi một tí nha. Nhớ làm theo kỹ chứ đừng có bỏ ở bước nào nha. Đây, nó vào game rồi đây. Thì như các bạn thấy thì cái này thì cái hình nhìn nó rất là nhòe, nhìn vô game cái phông chữ thứ rất là mờ nha. Đây đây, bấm vào cài đặt. Bấm vào phần setting đồ họa. Đây là setting ở đồ họa ở sảnh nha, còn tí nữa phải vô trận nữa. Vô trận để setting ở trận đầu nữa đây. Như các bạn đã thấy thì mình có thể bật lên được tới mức FPS tối đa luôn, mức độ cao hoặc siêu cao cũng lên được tối đa luôn nha. Các bạn bấm lưu lại, nhớ là chỉnh xong rồi lưu lại nha. Rồi không 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 chỉnh gì thêm nha, rồi. Các bạn thấy đây. Giờ mình vô phần phòng huấn luyện, phòng tập này. Để mình chỉnh luôn FPS ở trong trận đấu nữa. Nhớ phải chỉnh cả hai cái, cả ở trong trận đấu nha. Các bạn đợi một tí. Thì cách này nếu mà ai biết rồi thì có thể bỏ qua video này nha, còn nếu mà ai chưa biết thì có thể làm theo mình. Nó chỉ mất có vài bước thôi. Mà cũng không phải jailbreak máy hay là dùng máy tính hay gì cả. Đây. Để mình vô sảnh cho các bạn xem, vô vô trận đấu cho các bạn xem nha, vô phòng tập. Đó. Bấm vô cài đặt. Nhớ để bấm vô cài đặt nha. Đồ họa này, đó, mình để cao, mức độ FPS là 60. Bấm lưu, nhớ là lưu lại nha. Lưu lại. Đó. Ok. Đó, như các bạn đã thấy đồ họa 60 fps đây. Giờ các bạn nhớ là phải thoát ra luôn nha, thoát hẳn hết ra. Xong các bạn bấm vô game. Không cần phải bấm vào cái link kia của mình nữa, bấm trực tiếp vô game luôn. Vẫn phải để Fake IP nha, để nó còn vô game được. Đó, giờ đang vô game lại đây. Các bạn được một tẹo nhỉ.
PKB thì mạng nó rất là yếu nên là nó vô game rất là lâu, nên là nhớ mà các bạn nhớ vô được tới sảnh rồi ấy, mà muốn chơi game cho nó mượt thì các bạn nên tap ra, tắt cái ứng dụng PKB đi rồi tiếp tục chơi game thì nó sẽ không có bị đít hay gì cả, chơi rất là mượt. Đây, nó vô game rồi đây. Rồi. Bây giờ là các bạn đã nó đã lên được 60 khung hình nha các bạn. Tuyệt đối là cái một có một cái lưu ý của cái mẹo này đấy là các bạn không nên bấm vào cài đặt nha, không nên bấm vào cài đặt đồ họa hay cài đặt setting hay bất cứ gì hết, cứ các bạn cứ để vào vô để chơi game những lần sau cũng vậy. Và đặc biệt là vô trận đấu thứ các bạn không được bấm vô cài đặt để thoát trận đấu thì nó sẽ bị reset lại cái nó sẽ bị reset lại cái đồ họa về mức 40 fps nha, nên là nhớ lưu ý cái điều đó đó. Tắt PKB đi, giờ vô trận đấu để mình vô thử một trận đấu cho các bạn xem nha. Mình vô thử một trận cho các bạn xem là nó có hiệu quả hay không nha. Nhớ lưu ý một cái lưu ý rất là cần thiết, đấy là không nên bấm vào cài đặt nha. Nếu mà đã fake xong rồi lần sau vô game cứ thế là bấm vô tìm trận đấu rồi chơi, chết thì out ra. Nhưng mà nhớ là không được bấm vào cài đặt của phần đồ họa hay là phần bất cứ phần nào phần cài đặt thì nó sẽ bị reset lại về như 45 fps, thì các bạn sẽ lại phải fake cái bĩa, phải bấm vô link xong làm lại như đầu video mình làm đó. Thì cách này mình nhấn mạnh là chỉ là tạm thời thôi nha, tạm thời thôi để anh em mình chơi game trong cái thời gian mà chờ đợi nhà phát hành có thể ra được cái bản cập nhật mới và lỗi sửa cái lỗi đồ họa này cho iOS nha. Ôi sao lâu thế nhỉ, để mình vô vô phòng tập cho các bạn xem này. Thì nếu mà ai biết rồi thì có thể làm theo, còn nếu mà không muốn mà đợi muốn đợi bản cập nhật tiếp thì mọi người có thể chờ thôi, đợi lúc đấy thì nhà phát hành sẽ ra một cái phiên bản mới để nó vả lỗi cho cái phiên bản này là xong. Mà mình cảm thấy iOS nó như kiểu con ghẻ, Android đã có được hai bản cập nhật rồi mà iOS đến bây giờ vẫn chưa. Đây mình vô phần phòng tập luôn cho các bạn xem này cho nó nhanh. Nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Và comment ở phía bên dưới những gì mọi người cần hỏi nha, mình sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người nha. Và sắp tới mình sẽ làm nhiều về tựa game này nên là mọi người nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Đây mình vô phòng tập cho bạn xem nha. Đây thì đồ họa nó vẫn như vậy nha. Nhớ là lưu ý không nên bấm vào cài đặt gì cái thứ nha. Bấm vào cài đặt một phát là nó sẽ reset lại như cũ, là các bạn phải mất công làm lại một lần nữa đó. Lưu ý là đừng có bấm vào cài đặt nha, là đến lúc đây nó bị reset thì lại kêu mình lừa hay sao, đây là nhờ chú ý nha. Đó đây mình bấm cái đặt cho các bạn xem luôn này, nó sẽ bị như này, bấm vào đây sau đây nó sẽ hiện ra dòng như này, mình có bấm đồng ý hay là lưu hay không lưu thì nó vẫn đồ họa, đây nhìn đồ họa này nó sẽ bị reset lại như mức cũ đó, nên là lưu ý nha, đừng có bấm vào cài đặt nha, cứ thế là chơi game thôi, còn nếu mà lỡ mà vô trận muốn thoát thì phải out hẳn game ra vô lại đó. Video của mình đến đây cũng hết rồi, xin nếu bạn thấy hay hãy để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra những video chất lượng hơn nha. Bye bye, xin chào mọi người, bye bye, bye bye, bye bye.